Nhà lá đơn sơ, tấm lòng rộng mở, nồi cơm lấu dở, bát nước chè xanh, ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau, ký ức tuổi thơ bên đồi chè xanh, đồi chè nuôi chị em Hà ăn học thành người, đồi chè này còn hơn cả tuổi của Hà. Nhấp ngụm chè xanh, thanh lọc cơ thể, giải nhiệt ngày hè, ấm cúng mùa đông. Sau bữa ăn sáng, nhấp ngụm trà xanh đã trở thành thói quen của cả gia đình nhà Hà uống miết từ bé nhưng đến tận bây giờ mình mới biết trà xanh có rất là nhiều công dụng vừa giúp thanh lọc cơ thể trị nóng trong tốt cho tim mạch lại giúp đào thải độc tố giúp cho chúng ta tỉnh táo mỗi buổi sáng thức dậy giúp cho chúng ta thư giãn tiêu mỡ thừa và làm đẹp da đồng thời giúp chống lão hóa sớm mọi người ạ xanh rất tốt nhưng chúng ta cần phải uống đúng cách chỉ nên uống vào ban ngày, không nên uống vào ban đêm vì sẽ dẫn tới mất ngủ Và chúng ta không nên uống vào lúc đói, chỉ nên uống vào lúc đã ăn no xong được một thời gian Và chúng ta uống trà xanh thì lưu ý rằng là không nên pha quá đặc đâu Cứ pha loảng loảng như cổ Việt Hà thôi thì uống sẽ rất là thơm, ngon và đầy đủ dưỡng chất